để cho mầm xanh nở hoa. Còn bao nhiêu thời gian rồi hoa lại hoa phai tàn. Cuộc đời như là mơ mà ta vun vén suốt những mười năm. Có những giấc mộng đêm thắp sen coi chết hè. Là vùng trời nhiều hôm mưa rơi, mùa gió ngang qua người chắc có thấy ta. Rồi lạc đường vào trong mây đen mịt mù tìm hoài mà không thấy lối ra. Bàn tay ấm áp ôm hạt mầm ngây ngắn vượt sóng khi thủy chiều xô ánh trăng theo nơi con nắng vẫn mang niềm tin. Tình yêu và niềm hy vọng vào sự phát triển của mái nhà chung mang tên Med Group thôi thúc mỗi con người nơi đây không ngừng đổi mới và sáng tạo, cùng nhau dệt nên bức tranh ánh sáng rực rỡ. Bằng tình yêu gió lên rồi sóng lên rồi đến đây ngồi hát cho đời. Năm 2024, Med Group bước sang tuổi 29. Năm tới sẽ là một năm đầy những thách thức đặt ra đối với tất cả tập đoàn. Nhưng tôi tin chắc rằng với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của tất cả cán bộ nhân viên, Med Group sẽ vượt sóng, vượt gió để đạt được những dấu mốc trên hành trình vươn khơi. Giấc mơ Hải Âu vươn khơi vượt biển được thắp sáng bởi ngọn hải đăng và chắp cánh bởi những trái tim đầy mê say, nhiệt huyết. Giấc mơ 29 năm đang tiếp tục được thực hiện hóa do hành trình ấy còn biết bao thử thách, khó khăn. Nhưng hướng ngược gió càng hợp để bay, những cánh chim Hải Âu không mỏi sẽ bay mãi dưới ngọn hải đăng chiếu rọi dù trước mặt là bão táp phong ba.